Xin được kính chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh bán hàng của Salon ô tô Femeca Hải Dương. Rất là vui khi được gặp lại quý vị trong cái clip lần này. Xin được giới thiệu, ngày hôm nay thì Salon nhà em lại về thêm một mẫu xe mới nữa. Đây là chiếc Toyota Fortuner sản xuất 2017 form mới, động cơ 2.4 số sàn. Chiếc xe này đang mang biển số 68A10735 và hiện tại chiếc xe này đã được chào bán tại Salon ô tô Femeca Hải Dương là 785 triệu. Xe này chạy được hơn 7 vạn km một chút, chạy được hơn 7 vạn rồi. Xe thì đảm bảo cam kết chuẩn 100%, không đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Chiếc xe này là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc, bắt đầu cuối năm 2016 đã nhập khẩu nguyên chiếc rồi. Đây là form nhập khẩu. Toàn bộ ngoại thất bên ngoài chiếc xe là màu đen và nội thất bên trong cũng là màu đen. Form mới hoàn toàn. La răng cũng rất là đẹp. Lốp còn dùng rất là tốt. Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương này. Đăng kiểm song hành cùng bảo trì đường bộ đến tháng 10 năm 2021. Xe này đã đăng ký 7 chỗ ngồi và có thể ngồi được khoảng tầm 8 người trên xe. Trên xe được trang bị màn hình cam lùi. Điều hòa cái dòng xe này thì rất là mát rồi. Trên vô lăng có tích hợp thêm vài cái nút điều chỉnh. Nói chung thì cái dòng xe Toyota Fortuner thì option cũng khá là đơn giản thôi. Được cái là ăn chắc mặc bền, nồi đồng cuối đá, đi rất bền. Chiếc xe này là động cơ 2.4 máy dầu nhé, 2.4 máy dầu số sàn. Chạy cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất bên trong không phải là màu đen đâu, nó là màu nâu xám này. Màu nâu xám. Lốp còn khá là dày này. Chiếc xe này quý vị, quý anh chị mua về có thể đi gia đình, chạy dịch vụ đều được, rất là đa năng. Này, camera lùi đằng sau đây và thêm 2 mắt cảm biến sau. Đây, 2 mắt cảm biến sau. Hàng ghế thứ ba đang được treo ngược lên rồi đây, rất rộng rãi. Hai chìa khóa theo xe luôn nhé, chìa khóa có cả chìa điện luôn ạ. Xe đi được 72.371 km. Azim từng con ốc một luôn này. Gương kính chỉnh điện, cục điện. Form mới nhìn rất là đẹp, khỏe khoắn. Dưới nắp capo là động cơ 2.4 máy dầu số sàn, rất sạch sẽ nhé. Sau khi quý vị xem xong clip này mà muốn mua chiếc xe thì vui lòng liên hệ cho em theo số 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Chiếc xe đang được chào bán mức giá là 785 triệu cho chiếc Toyota Fortuner 2.4 số sàn máy dầu, xe nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất 2017 nhé. Quý vị xem thấy hay thì hãy đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào những clip lần sau nhé.